Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Supel. Hôm nay mình có một sản phẩm để mở hộp và cùng nhau nhòm ngó với các bạn xem là cái gì. Mình được một đơn vị gửi cho cái hộp này. Và thực sự thì mình cũng không nhớ, cũng chẳng biết trong này là cái gì. Trên bao bì ghi là gửi bởi Zen Store, số 1 trên Lý, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ là khá là lâu rồi cái sản phẩm để đến tay mình. Mình không nhớ chính xác là trong này là có cái gì. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá xem trong hộp nhẹ bỗng này là có cái gì ở trong, và chúng ta cùng nhau làm một cái video. Ok, đó là chiếc hộp. Và bây giờ là công đoạn mở xem trong hộp quái quỷ này có cái gì. Thế bạn rất nhẹ luôn, như kiểu dạng hộp không, không biết mình có bị lừa không đây. Đó, sản phẩm được gửi từ Zen Store, số 1 chân lý, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Được nào, nhưng mình không phải dùng dao, dùng kéo đây. Cắt vào đâu vậy trời. Hy vọng là mình không cắt vào cái gì bên trong. Wow, một hộp to đùng đựng sản phẩm mấy tí. Zen Store. Mở nào đây. Vậy mở ra. Wow. Trời cái gì vậy? Một hộp như thế này đựng một cái này sao? Tốn kém quá trời. Đây nó có chữ là Kiwik. À, mình nhớ rồi. Cái này là điều khiển hồng ngoại dành cho smartphone. Đúng rồi. Tất cả chữ vậy, không hề có giấy tờ sử dụng gì cả. Video này sẽ rất vui đây. Chúng ta cùng nhau khám phá xem sản phẩm này hoạt động như thế nào. Sau khi tìm hiểu thì mình được biết là chúng ta sẽ phải cài một ứng dụng tên là IR Smart Remote của Kiwik.cn. Đó, thì sẽ dùng một cái này, chứ không phải là cắm vào phát là tự nó cài phần mềm. Bởi vì chúng ta sẽ sử dụng cái cổng 3.5mm. Đó là các bạn sẽ cắm cái này vào đây. Đó, nó sẽ thay thế cái chỗ của cái tai nghe. Và mình cũng đã từng thắc mắc là từ lúc mình hỏi mượn sản phẩm này, nếu ví dụ kiểu iPhone chúng ta có cái cổng cắm tai nghe thế này thì cắm vào đây chúng ta dùng kiểu gì, xoay ngược máy à? Thì rất hay là bạn đã trả lời cho mình là cái phần mềm của cái Kiwik này có thể cho phép lộn ngược màn hình lại, cầm ngược điện thoại vẫn dùng được đó, kiểu vậy. Thì ta cắm này vào đây, mình đã cài xong rồi, bây giờ chúng ta mở ra xem nào. Kiwik rất dễ thương. Nó đã báo là cái gì đó connected, hay quá nhỉ. Vâng, mình sẽ bấm selfie cái gì đấy. Mình sẽ bấm cộng xem nào. TV, đầu kỹ thuật số, điều hòa, TV box, đầu DVD này, VCD này, quạt, wow, máy chiếu, âm thanh, camera, tuyệt vời. Hóa ra selfie chắc điều khiển camera, mình chọn thử TV xem nào. TV nhà mình, TV Sharp S. Wow. Sharp đây rồi. Hay quá. Tức là cái thiết bị này, cái phần mềm này sẽ download cái mã hồng ngoại trên mạng về. Bấm bật. Mình bấm cái này nó sáng lên, các bạn thấy không? Wow. Mình không có TV ở đây, mình chạy xuống nhà thử cho các bạn xem. Mình vừa mới từ dưới nhà lên bật thử cái TV Sharp thì công nhận bật được, và tất cả các nút từ nút số đến chuyển kênh ra giảm âm lượng bật hết, và bật cả cái điều hòa lên trên nồi phòng luôn, khá là ngon lành. Và theo như video của shop cho thấy thì cái phần mềm và cái chiếc điều khiển Kiwik này có thể bật được từ TV này lên đến đầu đĩa này, đài này, quạt này, điều hòa này, các thể loại. Và cái phần mềm này cập nhật liên tục, mỗi khi sản phẩm mới ra lại có phần mềm tải về và bạn đang thể điều khiển luôn. Và trong cái danh sách phần mềm này có đến hơn 1 triệu thiết bị, quá là tẩm lợm. Thậm chí là còn một chức năng nữa là cái điều khiển Kiwik này có thể học được mã từ các điều khiển khác. Tức là nếu điều khiển đấy của bạn là một cái sản phẩm gì đó mà nâu nền chẳng hạn, không như tuổi, bạn thể dùng điều khiển đấy chiếu vào chiếc Kiwik này và Kiwik nó sẽ học luôn cái mã của bạn. Quá tuyệt vời đúng không nào? Vậy là cái món đồ chơi này công nhận là có hoạt động và hoạt động hiệu quả. Vậy còn những cái khác thì sao? Nó nhỏ xíu, to hơn cái kiểu Unplay B một tí. Các bạn thể thấy là cái chân cắm tai nghe 3.5mm này rất giống với chân của tai nghe, không có gì khác biệt cả. Ngoài ra thì bên cạnh các bạn có cổng micro USB để sạc. Zen Store có nói mình rằng với một cục sạc tiêu chuẩn của điện thoại Android khoảng tầm 2A 5V ấy, thì chỉ cần 10 phút để sạc đầy. Và cái điều khiển này cũng có pin chờ lên đến 6 tháng. Tức là bạn sạc xong vứt đấy mà không dùng ấy, 6 tháng là mới hết pin. Hiện giờ thì cái điều khiển Kiwik này có thể sử dụng được cho tất cả các smartphone chạy Android và iOS, và có cả ứng dụng để cài. Mình sẽ để sẵn link phần mô tả video. Và đó là tất cả những gì muốn chia sẻ. Đại khái là nhỏ gọn, dễ thương, điều khiển ở rất nhiều thiết bị. Các bạn thể cầm này đi chơi. Và ở đấy,
khi mà cầm đi chơi thì một điều đáng tiếc là nó không có chỗ nào để móc chìa khóa vào. Mình hy vọng là phiên bản tiếp theo sẽ nghĩ ra một gì đó để móc cái này vào, để vào trong chìa khóa luôn. Bất kỳ đâu đều có cái điều khiển đa năng rất tuyệt vời. Còn bây giờ thì có lẽ các bạn nghĩ cách nào đó sẽ để vào trong túi hay ví để cất này đi để tránh bị mất. Và trước khi kết thúc video này, mình gửi lời cảm ơn đến Zen Store đã cho mình mượn sản phẩm rất thú vị này. Các bạn muốn mua hàng có thể click vào link dưới phần miêu tả video. Giá của một cái điều khiển này rất là rẻ, chỉ khoảng 250.000 mà thôi. Và chưa hết, sau video này mình sẽ tặng 3 chiếc điều khiển Kiwix dành cho các bạn nào muốn chơi. Các bạn muốn tham gia chỉ cần like fanpage của Zen Store, link cũng dưới phần miêu tả video. Subscribe channel YouTube này của mình và cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về sản phẩm này ở khu vực bình luận bên dưới. Mình sẽ chọn ra 3 người công nhân giành được giải thưởng này sau một tuần nữa. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.